Dạ vâng, Tượng Gỗ Trung Kiên xin gửi lời chào đến toàn thể anh chị mình. Và hôm nay thì bên em lại tiếp tục ra những video mới giới thiệu đến toàn thể anh chị mình những tác phẩm bên em trai vừa hoàn thiện xong. Và hôm nay một tác phẩm Bát Tiên Gỗ Bách Xanh được chế tác trên dòng liệu gỗ rất là thơm. Đấy, anh chị mình cũng biết đấy, dòng gỗ bách xanh có mùi thơm vô cùng ngọt ngào. Và không những thế thì tác phẩm này đục vô cùng là đẹp và đem lại những ý nghĩa phong thủy là vô cùng tuyệt vời. Và không để anh chị mình phải chờ lâu hơn nữa thì em trai xin tiến sát máy quay lại gần hơn để anh chị mình có thể nhìn ngắm từng đường vân nét đục của sản phẩm anh chị mình nhé. Và đầu tiên anh chị mình có thể nhìn ngắm tổng thể sản phẩm này cho em trai. Một tác phẩm với chiều cao 1m80, chiều ngang 1m20 và chiều sâu 60 anh chị mình nhé. Và ở trên đây thì bên em trai đã phác họa một vị tiên, 8 vị tiên ở trên chốn Bồng Lai tiên cảnh anh chị mình ạ. Đục vô cùng là sắc nét tỉ mỉ từng chi tiết một cho em trai. 8 vị tiên này gồm ấy Trương Quả Láo, Trung Ly Quyền, Tào Quốc Cứu, Lá Động Tân, Hà Tiên Cô và Hà Tiên Tử. Anh chị mình có thể nhìn ngắm cho em trai những đường nét ở trên tác phẩm này đục vô cùng là kênh bong sắc nét cho em trai, cộng thêm với những cái mùi thơm của dòng gỗ bách xanh vô cùng là ngọt ngào làm cho con người ta vô cùng là khoan khoái. Ấy, em trai đứng ở đây thì như đứng ở trên cái chốn Bồng Lai tiên cảnh luôn chị mình nhá. Và mỗi vị tiên như thế này sẽ ban lại tất những cái pháp bảo khác nhau, sẽ đem lại một cái điều may mắn khác nhau cho cái gia chủ của nhà mình. Ấy, ở dưới đây thì em trai có làm thêm một chiếc cầu được phác họa vô cùng là chân thật cho em trai. Từng chiếc lá và từng ngôi nhà ở đây thì đục vô cùng là chi tiết, sắc nét tỉ mỉ từng chi tiết một cho em trai. Một tác phẩm như thế này thì một người thợ phải có tâm, có tầm cũng như là vô cùng là tỉ mỉ và kiên trì thì mới có thể là làm xong được chị mình nhá. Tác phẩm này làm rất là lâu công, làm thời gian trong vòng là phải 2 tháng mới xong được anh chị mình ạ. Đấy, anh chị mình có thể nhìn ngắm lại toàn bộ sản phẩm cho em trai. Nếu mà ưng ý và muốn đưa về trong ngôi nhà của mình thì có thể là gọi qua đầu số hotline rất là quen thuộc của em trai 0835776688 và 0836776688 anh chị mình nhá. Hoặc có thể đến trực tiếp bên cơ sở bên em trai để đến đây trực tiếp ngắm và tượng và thưởng thức những ly trà của bên Tượng Gỗ Trung Kiên. Và video của em trai đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.